liên quan đến tình hình xung đột tại trung đông israel mới đây ra thông báo họ sẵn sàng mở một đường lui an toàn khỏi giải gaza cho thủ lĩnh hamas và những người thân cận để đổi lấy tự do cho các con tin bị nhóm này giam giữ ông Gan hutch quan chức israel phụ trách nỗ lực giải cứu con tin ở giải gaza cho biết tel sẵn sàng cung cấp một đường lui an toàn để thủ lĩnh hamas yaja sinwa rời khỏi gaza nếu ông từ bỏ quyền kiểm soát khu vực này và thả tất cả con tin đang bị giam giữ Ông Hutch cho biết lối thoát an toàn cũng sẽ dành cho gia đình hoặc bất kỳ ai muốn đoàn tụ cùng ông Sinwa. Chúng tôi muốn con tin trở về, chúng tôi muốn phi quân sự hóa và phi cực đoàn hóa và một hệ thống mới sẽ quản lý giải Gaza. Vị quan chức Israel cũng khẳng định, Lời đề nghị đã được gửi tới thủ lĩnh Hamas nhưng chưa nhận được phản hồi. Ngoài ra, Israel cũng ngỏ ý sẵn sàng thả tự do một con tin đang bị Tenavit giam giữ. Ông Hutch nhấn mạnh, song song với đề xuất trên, tôi phải thực hiện kế hoạch B, C và D vì tôi phải đưa các con tin trở về nhà. Thời gian đang trôi, các con tin không có thời gian. Hamas hiện chưa bình luận về tuyên bố của ông Hutch. Chính quyền Palestine cùng các nước Jordani, Ai Cập và Iran đã mạnh mẽ lên án vụ không kích của Israel nhằm vào khu vực nhân đạo tại thành phố Khan Yunis ở Nam Gaza người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabi Abu Rudayne cho rằng những vụ tấn công tiếp theo nhằm vào người Palestine cũng như sự hỗ trợ của Mỹ đối với Israel đã đặt khu vực này vào tình trạng nguy hiểm. Văn phòng truyền thông tại giải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas điều hành cho biết vụ không kích nhằm vào khu vực nơi hàng trăm người Palestine lánh nạn đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương, trong khi có thể còn nhiều nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ông rudene nhấn mạnh tình hình căng thẳng hiện nay tại giải gaza là do sự hỗ trợ chưa từng thấy từ mỹ về mặt chính trị quân sự và tài chính dành cho israel trong khi đó bộ ngoại giao jordani cũng lên án mạnh mẽ việc israel nhắm mục tiêu một cách có hệ thống và liên tục vào dân thường và các nơi trú ẩn của người tị nạn ở giải gaza người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordani Sufian Kuda cho rằng việc cộng đồng quốc tế không có lập trường kiên quyết nhằm kiềm chế các hành động quân sự của Israel đã dẫn đến thảm họa nhân đạo chưa từng có hiện nay tại giải Gaza. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng sự thiếu vắng hành động quốc tế hiệu quả để chấm dứt nỗi đau khổ của người dân tại giải Gaza đang trở thành một thách thức thực sự đối với uy tín của tất cả các tiêu chuẩn và giá trị nhân đạo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn xung đột tại Giải Gaza.